Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Thí sinh thì bắt buộc hai môn ngữ văn, toán và hai môn tự chọn. Trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tinh học, công nghệ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi. Quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương.